Hello, alo, dạ em xin mến chào quý vị nha. Chào mừng đại gia đình đã quay trở lại với kênh YouTube Kể Chuyện Ngọc Channel. Lời nói đầu tiên xin chào mến chúc sức khỏe và chúc quý vị một ngày mới thật là nhiều niềm vui, lúc nào cũng yêu đời và lạc quan cho cuộc sống nha quý vị. Thì ngày hôm nay em có một cái câu chuyện ngắn rất là hay về vợ chồng muốn gửi đến quý vị. Khi mà cô vợ sung sướng á, thì anh chồng cũng muốn sướng theo. Cái kết ta nói lê lết luôn. Thì câu chuyện như thế này. Trước khi mà em kể câu chuyện này thì cho phép em được cảm ơn một anh trai ở bên Canada đã viết những câu chuyện hay để và gửi tặng cho em. Cảm ơn anh trai rất nhiều nha. Chúc anh nhiều sức khỏe. Và câu chuyện như thế này quý vị ơi, có một cái cặp vợ chồng này còn trẻ, cô vợ thì rất đẹp, nhưng mà anh chồng thì cũng cưng chiều vợ lắm. Ảnh đi làm việc 8 tiếng quần quật mỗi ngày để mà kiếm tiền về lo cho vợ cho con. Nhưng mà ảnh rất là ấm ức vì tại sao mà mình là đàn ông mà mình cứ phải đi làm việc 8 tiếng mỗi ngày hoài à. Thật là vất vả, thật là cực khổ. Tại sao con vợ của mình nó cứ ở nhà, nó nằm ở không mà nó ăn sung mặc sướng. Thấy con vợ sung sướng ở nhà thì thảnh thơi như vậy thì anh chồng ganh tị và ước gì hả mình có thể trở thành phụ nữ. Thì lập tức anh ta quỳ gối trước mặt Thượng Đế. Ở trong nhà thờ thì có một cái gọi là nhà thờ thì có cái tượng Chúa Giêsu đó, tượng Chúa đó quý vị. Thì ảnh mới cầu nguyện: Chúa ơi con khổ quá. Ảnh khóc trong lúc ảnh cầu nguyện. Ảnh nói rằng: con là đàn ông, bây giờ con phải làm việc 8 tiếng quần quật mỗi ngày để kiếm tiền về lo cho vợ cho con. Trong khi đó con vợ của con nó nhà nó ăn sung mặc sướng, không cần phải làm việc, nó chỉ cần là ăn với ngủ thôi. Cho nên là con không muốn làm đàn ông nữa. Bây giờ con muốn Thượng Đế cho con làm phụ nữ đi, để cho con được sung sướng giống như vợ của con vậy đó. Thì Thượng Đế nghe như vậy và lập tức biến điều ước của anh thành hiện thực. Sáng ngày mai khi anh thức dậy thì anh đã trở thành một người phụ nữ. Cơ thể mà anh đang sở hữu đó là của vợ mình. Và anh vui mừng khôn xiết ngồi dậy. Trời ơi trời, nhìn vô kiến, trời ơi, mình đã được thành đàn bà rồi. Càng cảm ơn Thượng Đế vô cùng, trong một cái niềm hân hoan vui sướng tột độ vì mình đã biến thành phụ nữ rồi. Thì ảnh bắt đầu ảnh làm một cái công việc của người phụ nữ. Vợ của ảnh thì thành đàn ông. Vợ của ảnh phải đi làm 8 tiếng, ảnh ở nhà. Thì sáng ảnh thức dậy, ảnh phải đánh răng súc miệng cho mấy đứa nhỏ nè, một công việc của một người phụ nữ nè. Rồi ảnh phải thay đồ cho con nè, rồi phải chuẩn bị đồ ăn sáng cho các con nè, rồi phải đưa con đến trường. Khi mà ảnh đưa con đến trường rồi thì ảnh đi về nhà, ảnh phải đi chợ. Đi chợ xong ảnh nấu cơm, nấu những cái món thịt kho, cá kho cho vợ mình. Không phải vợ mình, bây giờ đã là chồng mình rồi, về ăn à. Rồi mua trái cây, mua rau củ quả, mua những cái thức ăn ngon mà tốt cho sức khỏe, healthy. Rồi xong rồi, không những vậy, khi mà ảnh nhìn đồng hồ thì đã 4 giờ rồi, ảnh phải chạy lại ảnh đón con ảnh. Đón về thì phải dọn đồ ăn cho mấy đứa nhỏ ăn, rồi tắm rửa cho mấy đứa nhỏ, rồi dạy học bài. Rồi xong rồi quay qua cho chó ăn, mèo ăn, rồi tắm chó, tắm mèo. Rồi xong xuôi hết công chuyện thì anh đuối quá rồi, vô giường định đi ngủ thì nào ngờ đâu ông chồng quay qua, ông đòi hỏi khiêu khiêu quẹt. Cái bắt đầu là sợ chồng buồn, bây giờ ảnh đang đóng vai vợ mà thì phải làm cho chồng vui. Mặc dù trong lòng không có mong muốn, ảnh cũng mong đợi cho tới sáng đặng mình ra mình xin Chúa cho mình thành đàn ông trở lại đi, chứ làm đàn bà trời ơi cực như chó vậy đó. Cho nên là chịu không nổi thì bắt đầu là sáng mai đi ra nhà thờ. Trời ơi, ảnh ra ảnh quỳ dưới chân Chúa, anh nói: Chúa ơi con khổ quá, bây giờ con thiệt Chúa đó, con thử làm đàn bà trong vòng một ngày 24 giờ rồi con chịu không nổi. Bây giờ Chúa làm ơn làm phước, Chúa biến con thành đàn ông trở lại đi, làm ông sướng hơn chứ làm đàn bà không có sướng chút nào hết chân, cực quá, cực như trâu như bò vậy đó. Thì Chúa mới phán một câu rùng rợn luôn: ta đã biết con đã học được một bài học gì sau khi 24 giờ làm vợ. Bây giờ con đã biết nỗi cực khổ của vợ con chưa? Dạ con biết rồi, cực quá, làm đàn ông sướng hơn nhiều. Chúa cho con trở thành đàn ông đi Chúa ơi. Nhưng ta sẽ biến con thành đàn ông trở lại. Nhưng mà bây giờ rất tiếc đã muộn rồi, bây giờ con đang mang bầu. Phải 9 tháng 10 ngày sau thì con mới làm đàn bà xong rồi con mới biến thành đàn ông được con nhé. trời chết rồi. Thì đây là một cái câu chuyện cũng vui, nói về 24 giờ làm vợ, hay còn gọi là cách khi mà cô vợ sung sướng thì anh chồng muốn hoán đổi, muốn muốn
sống mình sung sướng như vợ mình thì ai dè. Bởi vì trong cái cuộc sống này á, người đàn ông cũng có những cái vai trò rất quan trọng trong một cuộc hôn nhân, và người vợ cũng vậy, cũng có những cái trách nhiệm về làm mẹ làm vợ. Cả hai đều có những cái vất vả tựa tựa như nhau, không có bên nào nhẹ và cũng không có bên nào nặng hơn hết. Cho nên là mình nên thương vợ mình nhiều, rồi cũng san sẻ với chồng mình để cho cả hai cùng có những hạnh phúc. Thì những hạnh phúc đó làm xua tan đi những cái mệt mỏi, những cái cực khổ, những cái vất vả. Cho nên là đây cũng là một cái video mang tính chất kể chuyện vui thôi. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những clip tiếp theo nha. Xin chào.